hạ cái tông giọng xuống, nâng cái nít lên rồi lắc đi để lấy một 00k. Ơi, hồi tính ra là hồi chiều này á, ông vừa mới donate cho tôi 100.000 vì cái lắc đít này đúng không? Nên là tôi nghĩ là thôi ông để dành lại cái ở đó đi ha, để có gì có dịp khác rồi donate cho tôi. Chứ ông donate mà hai lần một ngày vậy mà 100.000, 200.000. Thì nếu mà vậy về một tháng phải 6 triệu không? Thấy cực không? Thấy tội quá, khùng quá. Tôi sao tôi nhận được cái tiền đó của ông? Hello con Minh nha, hello shop, hello bạn anh bò nha, hello em, chào con Văn Quỳnh nha, hello bà, hello... Ê, gớt đồ rồi. À, tôi xíu tôi lậm đồ với mấy shop tự nhiên đây. Nó gớt đồ. Mình tuy là mình có nhận tiền nhưng mình cũng phải có cái lương tâm, mình cũng phải có ý thức chứ. Mình là con người chứ phải mình là con bò đâu mà mình nhận tiền mình không biết ngại. Má mày không thấy không, kiếm tiền rất là dễ. Mình làm cái content, mình trồng cái chuối livestream đi Hiếu ơi, để tao lật ngược cái điện thoại lại tao coi cái livestream của mày vậy chi cho nó cực vậy nè. Đó, thấy chưa? Rất là đơn giản má. Tại sao mình phải nghĩ gì mà cho những cái gì đó nó phức tạp dữ vậy? Vậy mà mình cần phải là cái khết đào cây chuối rồi mình lật ngược coi chi cho quen. Coi vậy đi. Quen chưa? Được chưa? Coi vậy đâu ok chưa? Hello con Trần Quốc Trung nha, hello shop. Hello con Tiểu Phú Nguyễn nha, hello bà. Hello con Quỳnh Như nha, hello em. Tưởng gì giỡn mặt. Anh Hiếu ơi, mai em biết kết quả thi đại học rồi, anh chúc em đậu đi anh Hiếu. Ví dụ như mà anh chúc em mà có thể thực sự đậu thì em nghĩ rồi, nên sao anh không học đại học. Ai ăn, ơi chết mẹ. Còn ăn được, còn ăn được. Chỉ còn lại bụng lâu quá thôi, gớt mới gớt thì mình vẫn ăn được. Mới gớt mình vẫn còn ăn được, mà nếu gớt lâu quá thì mình ăn không được. Gớt cục chân châu má ơi. Hiếu ơi, Hiếu đọc cái bình luận này trong cái thầm lặng xong cái rồi hung vô cái camera đi Hiếu ơi. Mày live stream mày câm mẹ mà mày luôn đi anh trai ơi, sao mày chửi tao dữ mày con Phương Chi Chum hả mày, giỡn mặt cơ mày. Sao tự nhiên giờ cái tự nhiên cái tôi nhớ tới những cái câu chuyện tội lỗi của tôi á má. Tôi đọc cái bình luận của cái ông này xong cái tự nhiên cái tôi nhớ tới cái câu chuyện mà hồi đó tôi học lớp 2. Hồi cái lúc mà tôi học lớp 2 thì cái năm đó là tôi ngồi ngay cái bàn đầu tiên luôn, mà cái ngày hôm đó là cái ngày cái giáo viên, ngày 20 tháng 11 ngày quốc tế giáo viên. Ngày nhà giáo Việt Nam chứ quốc tế giáo viên là gì sao nghe ngu quá. Ngày nhà giáo Việt Nam. Xong cái là tôi ngồi bàn đầu tiên thì nhà giáo Việt Nam, mà nếu mà bây giờ thì bây giờ tôi không biết là phụ huynh còn tặng tiền cho giáo viên hồi lúc học cấp 1 hay không, nhưng mà hồi có lúc mà cái năm của Hiếu á, thì là cái cô của Hiếu là được tặng tiền rất nhiều. Cái bậc phụ huynh là sẽ cho 50.000, cho 100.000, có người cho 100 là nhiều, thì có người nào ít tiền ta cho 20, 50 thì miễn sao là có quà thôi. Thì cái năm đó là tôi ngồi ngay cái bàn đầu tiên luôn, thì bà cô của tôi bà đang trong lớp bà phát biểu á, thì mấy cái đống phong bì với lại mấy cái bóng bao thơ đó thì cô đâu có chỗ để đâu, cô để ngay cái bàn của tôi luôn, cô để trước mặt tôi luôn. Cô nghĩ sao mà cô để nguyên một cái đống tiền đó nó trước mặt em. Tôi ngồi nè, tôi ngồi mà tôi nghe cô tôi nói mà cái tai tôi phải gồng vậy nè. Nghe tôi phải gồng vậy nè. Tôi phải giữ cái tai tôi lại để cho nó không có thể nào mà nó bò lung tung được. Thì thôi cái tôi tới là thôi mình là vậy, mình kỳ quá, mình làm như vậy thì mình học mình cũng phải có ý thức chứ mà kia. Chẳng lẽ lỡ đây rồi mình bị bắt rồi mình quê sao? Cái cô tôi cô nói cái cô quơ qua cô quơ lại sao? Cái cô quơ rớt cái phong bì xuống dưới. Mọi người thấy không? Ý trời. Ý trời là rõ ràng nha, là tiền nó tự tới. Em buồn quá. Em tặng ơn bằng mày giỡn mặt bằng mày giỡn mặt với tao bằng tao tắt mày luôn. Sao cái bà cô cho bà quơ nha má, bà lấy cái tay cái bà quơ cái rớt cái phong bì xuống dưới đó. Sao cái thì tôi cúi xuống tôi lẩm lên cho cô, thì tôi cúi xuống tôi lẩm lên thì đâu nè, bây giờ tôi hỏi mấy ông nó rớt xuống là rớt gì, rớt cái phong bì thì tôi cúi xuống tôi lẩm cái phong bì tôi bỏ lên trên cho cô, còn tiền ở trong á thì tôi lấy rồi. Cái phong bì đó là của phụ huynh của cái bạn Quang Vinh.
bạn bạn hình như là bạn gì Quang Vinh nó quên rồi. Cho mình gửi lời xin lỗi đến bạn Quang Vinh học lớp 17 hay là lớp 2 lớp 17 lớp 2 a à, lớp 22 của lớp 17 của cô Nhung hồi xưa. Phụ huynh có gửi 50.000 cho bạn Quang Vinh, nhớ với lời nhắn gửi là mong cô chiếu cố con chiếu cố bạn Quang Vinh trong học tập nhiều hơn. Thì 50.000 trong đó thì tôi lụm rồi, còn cái phong bì thì tôi bỏ lên. Xong cái là tôi tính là tôi đi nói kiểu như là tôi thấy cũng ấy nấy và bức rứt á, tôi tính là tôi nói với bạn Quang Vinh có gì thì tôi với nó sẽ chia 25.000. Nhưng mà qua ngày hôm sau thì tôi đang tính nói với nó, cái tôi thấy cô Nhung á kêu nó lên bảng để trả bài, kêu lên bảng kiểm tra bài tập đồ đó. Tôi thấy là cô Nhung kêu nó lên bảng chắc cũng cỡ gần tuần á, kêu liên tục luôn má, cứ hễ mà vô là kêu, hễ vô là kêu, 7 ngày nhỏ trầm cảm luôn à. Bữa nay tràn đầy năng lượng vậy, ra giữa nhà để gào thét tên tao đi, tên Ngọc Trân hả? Đâu để tôi thử ra giữa nhà tôi gào thét tên nó coi nó có không. Có một tao ha, mày rảnh lắm. Từ đây chạy ra giữa nhà má tôi chạy, từ đây chạy ra giữa nhà chắc 15 phút. Giỡn mà. 12 seconds later. Chui xuống gầm bàn gào thét tên Thuận đi anh. Thuận. Đó. Xong cái bắt đầu của nó nói nè má. Nó nói là cái hồi nãy cái thằng nào nó kêu chạy ra giữa nhà gào thét tên nó mà không donate á thì nó chửi. Còn Thuận donate 10.000 á thì nó cúi xuống nó gào thét tên Thuận ha. Cái này là tao đấm một cái một liền. Cái này là tùy theo cảm xúc. Dị mơm. Là nhờ vô hello mấy fan hả? Ờ hello mấy fan, cái đây lâu quá buồn quá. Giờ là chi mà có vụ xin vô livestream ké được thiệt hello. Mệt. Lần đầu mới thấy luôn. Hello mấy fan, cái là đi ra. Đâu, ngồi đây nha. Hello mấy fan, lâu quá chị vậy, không có hello mấy fan. Mấy fan bên này mà. Mình kể cho mấy fan nghe câu chuyện cười đi mong. Trời ơi, giờ biết kể gì ta. Giờ không biết kể gì luôn. Chị Huệ không có phải sở trường, chị không có phải mà làm vui cho mấy fan. Chị Huệ chỉ có ca thôi. Bữa nào chị Huệ ca cho mấy fan nghe. Là sao? Để thôi ha. Ôi khoan, vậy ca cho mọi người nghe đi. Nào ngồi xuống, ngồi xuống. Giờ biết ca bài gì ta? Ôi, nhưng mà cho con hỏi cái vụ cái. Mày nhớ cái vụ mình bữa cái bà tổ trưởng mình bà đi tiên truyền bị chống lừa đảo không? Là sao? Bữa bà đi tiên truyền là cẩn thận bị lừa chợ, bị lừa đó. Xong cái bà bị lừa. Bà nói là cẩn thận để không thôi, giờ nó lừa đảo dữ lắm. Ai về đâu bà bị gạt, lấy bà hết 3 triệu. Nó hài lắm. Bà sợ người ta bị lừa mà cuối cùng bà bị lừa. Tổ trưởng đó má. Tổ trưởng đó. Tổ trưởng đi tới nhà tiên truyền luôn. Xong cái ngày mai tổ trưởng bị lừa. Ca cho mọi người bản đi. Ca bài gì vậy ta? Ca bài gì? Mày mày. Đây nhớ ca bài gì ta? Ca hen. Cuộc sống nơi đây nghèo nàn khổ cực, sang nắng chiều mưa tài lắm chân bùng. Tôi thèm cuộc sống nơi phố thị xa hoa, thôi đành gian dở tình ta, anh coi như ác mộng vậy mà. Còn nhớ tới 20 năm trước mà. Chấm mấy điểm. 20 năm trước cũng ngu ngủ. Hello mấy fan. 20 năm trước cũng ngu ngủ mấy bạn này. Trời ơi, chị Huệ phá. Mười đếm rồi, cảm ơn chị Huệ. Ủa mà bài đó tên gì chị Huệ? Chị Huệ phá làng phá sớm nhiêu vậy thôi. Ý là cái bài đó tên gì á? Ơi, chị Huệ hát chứ không biết bài gì đó. Chị Huệ hài á. Chị Huệ hát rồi chứ chị Huệ không biết tên bài hát. Yo, too late, need to get something to do. Chị Huệ hát hay hơn Hiếu Belen. Là sao nữa vậy? Ê nhưng mà mẹ tôi hát hay mà. Mẹ tôi hát mấy cái bài mà kiểu như là tân cổ, ca cổ, giao duyên đồ đó. Anh đi máy bay mấy lần nào chưa? Nếu có thì anh nêu cái trải nghiệm anh đi máy bay lần đầu đi. Ôi, cái lần đầu tiên tôi đi máy bay. Cái lần đầu tiên tôi đi máy bay má. Tôi tưởng tôi chết rồi má. Tôi tưởng là cái lần đó là tôi chết chung với lại cái vòng tay của anh Văn Tùng rồi. Tôi tưởng là cái đợt đó là tôi đi máy bay lần đầu tiên trong cuộc đời của tôi là tôi chết trong vòng tay của anh Văn Tùng rồi đó má. Tưởng được vậy cũng mừng. Cái bữa hôm đó là đi đi Hà Nội,
thì đi ra ngoài ngàn năm văn dở, mà vốn dĩ là em Hiếu Ba Len của mọi người là một trong những người rất thích đi du lịch, và tôi rất là thích cái phong cách cổ kính á, cho nên là được ra Hà Nội em Hiếu Ba Len của mọi người rất là vui, rất là mừng. Trời đất ơi, tôi ngưỡng mộ rất lâu rồi, bây giờ tôi mới có cơ hội cho đi ra. Thì cái lần đầu tiên đi máy bay, mới đầu tiên đi máy bay mà, trời đất ơi, lần đó là tôi ngồi chung với lại anh Văn Tùng, với lại anh Hà, với lại chị Hảo Thỏ, thì cũng là công ty của Hiếu Khâm. Thì xong cái máy bay nó rung quá, máy bay nó rung, gió nó thổi á, thì cái lần đó là nó không có cho đáp xuống liền, mà nó kêu là bây giờ mọi người hãy bình tĩnh, là chúng ta đang gặp bão. Trong bóng tối e thấy nít A Bò phát sáng kìa, rồi xử lý chuyện này đi. Rồi ha, anh Bò có hôm để lát nữa anh mộng. Cái xong cái tiếp viên thông báo là chúng ta đang bay vào khu vực có bão. Má nghe sợ quá má. Xong cái chị Hảo Thỏ, chị nói không sao đâu, cái này chị đi mấy lần rồi, chị gặp rồi, nó không có sao hết, chừng khoảng tầm xíu thôi là được nha. Cái lát nữa cái máy bay nó rung lắc á, cái kiểu như là nghe cái tiếng mà da đập luôn á. Chị Hảo Thỏ kêu Hảo Thỏ chị vậy nè má, chị kêu tôi đừng sợ. Bình thường á là mình bay có 45 phút à, hay là 1 tiếng gì đó, mà cái bữa hôm đó là bà bay gần 2 tiếng đồng hồ, chưa có rớt xuống, à lộn, chưa có đáp nữa. Bay gần 2 tiếng mà chưa xuống nữa má. Cái lát nữa cái xong cái là cái kêu là 5 phút nữa là chúng ta sẽ hạ cánh xuống tại sân bay Tân Sơn Nhất. Mừng quá, tưởng là cái kiếp nạn đó là chết ở trong vòng tay em Văn Tùng. Trời ơi, vậy ha. Mấy bạn thì mấy bạn cũng phải biết cái chứ, trời nhìn vậy thôi chứ em Hiếu Ba Len của mọi người cũng là cái trải nghiệm đầy mình đó ha, đừng có giỡn nha. Là em Hiếu Ba Len của mọi người nha, cái hôm mà đi ra Hà Nội đó thì anh Văn Tùng của mọi người ngủ với ai? Ngủ với tôi. Anh Hà Điều Phu của mọi người á, cái lúc mà đi ra Hà Nội á, anh ngủ với ai? Anh cũng ngủ với tôi. À, đây nè, đó, đừng có giỡn. Hello con NGT Mỹ Hưng nha, hello shop. Ê, ngủ nha, chừng nào anh Hiếu chơi game kêu em dậy nha, em đi ngủ ấy, nhưng mà em vẫn coi, chuẩn bị nè. Cho nó xin một like đi là nó hết. Mười ngàn cũng được. One look, the heat is rising, and I've been cold for so long.